Sau đây là backstory đôi cho hai nhân vật D&D viết bởi Chè và Na trong sự kiện Valentine vừa rồi ở trong server Discord chơi D&D của bọn mình. Hắn, Rune Fodess, chỉ là một tên thợ săn dẻo mỏ. Cái mỏ dẻo giúp hắn có được bao món hời, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lần này lại dẫn hắn đến đây. Bây giờ, hắn là hiệp sĩ, thứ mà hắn lỡ bốc phét đêm qua. Một hiệp sĩ đã vạt lông cả đàn sói, tay trần trói đầu hươu, phí tiêu xuyên tim hổ, ngáng chân, đổ đại hùng. Hắn đẩy cánh cửa lớn, tiến vào đại điện. Vừa bước vào thì cánh cửa cũng đóng sầm lại. Mày làm được mà, chỉ là giải cứu con chuột mà. Nếu nó mạnh thì mày chạy. Hắn tự nhủ. Vị anh hùng, xin hãy cứu ta. Tiếng kêu thánh thót của công chúa vọng ra từ trong chiếc cũi sắt. Đứng trước cũi, một ả Dragonborn, tay lăm lăm đôi song đao đang thủ thế. Luồng khí lạnh từ hơi thở của nó tràn ra, khiến sống lưng Rune lạnh toát. Ả lao đến chém. Rune theo phản xạ đưa đoàn đao lên đỡ rồi nhảy bật sang một bên. Ả Dragonborn dùng đôi mắt sắc lẹm dò xét điểm yếu của Rune. Rune nhanh chóng ném đoàn đao về phía ả, rồi đổi sang dùng vũ khí sở trường, chiếc cung ngắn. Biết Rune định giữ khoảng cách, ả liền áp sát. Tuy là một anh hùng dơm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Rune cũng không đến nỗi vứt đi. Hắn cứ tiếp tục lùi để giữ khoảng cách, rồi nhanh tay tỉa những phát cung ngắn về phía đối phương. Ả tuy nhanh nhưng không thể né mãi được. Ả sơ suất, chỉ chờ có thế, Rune áp sát dùng cung ghi lên đao của ả, tay kia nắm mũi tên nhắm vào mắt ả mà đâm. Chỉ còn cách mấy phân nữa thôi. Bật ra, ả nhắm nghiền mắt lại, dùng hết sức bình sinh mà gầm lên một tiếng dữ dội. Hơi lạnh từ trong cổ họng tuôn ra, phả thẳng vào mặt Rune. Tuy hắn nghiêng đầu để né nhưng hơi thở ấy vẫn liếm vào mắt trái. Lạnh buốt, con mắt ấy không còn thấy gì nữa. Cả hai đẩy nhau ra, lùi lại để điều hòa nhịp thở. Rồi không ai bảo ai, bọn họ đồng loạt lại lao vào nhau. Cuộc chiến của hiệp sĩ và Dragonborn vẫn chưa phân định được thắng thua. Dường như càng đánh thì cả hai càng hăng tiết. Rune nhặt thấy thanh đoạn đao mà ả làm rơi lúc nãy, trong tay còn lại là phi tiêu độc, con bài cuối của hắn. Rune ném đoạn đao đến trước, còn phi tiêu độc liền ngay sau đó, hy vọng ả chỉ kịp né đoạn đao mà nhận lấy tiêu độc. Keng! Ả đỡ được lưỡi đao, liền ngay sau đó ả xoay thanh đao trong tay mình để cố làm chạch hướng tiêu độc. Chiếc phi tiêu miết dọc lưỡi đao một đoạn, rồi vút cái lao thẳng đến tim của nàng công chúa vô tri vẫn đang ngồi trong cũi từ đầu trận chiến tới giờ. Oops, công chúa bắt đầu sùi bọt mép. Về phần ả Dragonborn, nó cũng nghệch mặt ra đấy mà nhìn. Giấu sau lớp vải xà cừ óng ánh, cùng sừng lam bóng mướt đầy kiêu hãnh, nơi hốc mắt sâu thẳm được đem hồng ngọc khảm vào, nó sau cùng cũng chỉ là một nô lệ, không hơn không kém trong tòa lâu đài nguy nga này. Thorneck không nhớ vì sao và từ lúc nào nó ở đây. Nó chỉ biết nó không được phép làm trái lời công chúa, không được phép quyết định mình sẽ ăn gì hay mặc gì. Bất cứ khi nào công chúa buồn chán, Tonic cùng vài nô lệ khác sẽ trở thành trò mua vui cho nàng. Là cái bao cát cho nàng xả giận, là cái ghế cho nàng gác chân, là con chó chạy đi nhặt quai củi mà nàng ném đi. Dạo gần đây, công chúa xem được một cuốn truyện cổ tích và gần như bị ám ảnh. Chuyện kể về nàng công chúa đáng thương bị con rồng hung ác giam giữ trong tòa thành. Rồi chàng hiệp sĩ điển trai, tài năng đến, chàng tiêu diệt rồng, giải cứu công chúa và họ cùng nhau sống hạnh phúc. Trong số những nô lệ của nàng, chỉ có mỗi một đứa có vẻ giống rồng nhất. Tonic nghiễm nhiên trở thành con rồng hung ác trong những buổi mà công chúa gọi là tái hiện lại câu chuyện cổ tích. Thân thể Tonic tàn tạ sau mỗi lần, thế nhưng con rồng ấy vẫn bất bại. Lần này thì khác rồi, công chúa đã tìm được một hiệp sĩ thực thụ. Tên hiệp sĩ vặt lông cả đàn sói, tay trần trói đầu hươu, phí tiêu xuyên tim hổ và ngáng chân đổ đại hùng ấy. Lần này, kẻ xấu xa sẽ chính thức tiêu đời. Câu chuyện cổ tích sẽ được hoàn thành. Trở lại với thực tại, Rune vỗ vào lưng Thorneck cho tỉnh. Chạy thôi. Chạy đi đâu? Chưa biết. Nhưng mà không đi thì tôi và cô sẽ khó mà toàn mạng. Thorneck và Rune Fodess cùng chạy. Thông tin nhân vật. Nhân vật của Na là Rune Fodess, Human Ranger level 8, với một bộ stat khá tầm thường, chỉ có một ít Dexterity và Charisma thể hiện sự thợ săn mỏ dẻo của mình. Và nhân vật của Chè là Tonic, Dragonborn Fighter level 10. Một cặp đôi khá bất đắc dĩ cho một câu chuyện không đụng hàng. Câu chuyện này đoạt đồng giải nhì trong sự kiện với backstory đôi vừa rồi ở server bọn mình.